Bấy giờ, cụ thọ A Nan lại bạch Phật, bạch Thế Tôn nay thiên nữ này trước đây đối với Đức Phật nào, đã phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột trồng các căn lành phát nguyện hồi hướng, mà nay được gặp Phật cung kính cúng dường để được thọ ký bất thối chuyển. Phật bảo A Nan, nay thiên nữ này ở chỗ Phật Nhiên đăng đã phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột trong các căn lành, phát nguyện hồi hướng cho nên nay gặp ta cung kính cúng dường để được thọ ký bất thối truyền này a nan nên biết ta ở chỗ phật nhiên đăng thời quá khứ dùng năm cành hoa để giải cúng phật phát nguyện hồi hướng nhiên đăng như lai ứng tránh đẳng giác biết căn cơ của ta đã thành thục nên thọ ký cho ta bấy giờ tiên nữ nghe phật thọ ký đại bồ tát cho ta vui mừng nhảy nhót liền dùng hoa vàng giải cúng trên phật và phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột trồng các căn lành phát nguyện hồi hướng khiến ta ở đời vị lai khi bồ tát này thành phật thì cũng như phật hiện tiền hôm nay thọ ký đại bồ đà cho ta cho nên ta nay thọ ký cho thiên nữ ấy Cụ thọ A Nan nghe Phật nói xong, vui mừng nhảy nhót lại bạch Phật. Này thiên nữ này từ lâu vì quả vị giác ngộ cao tột trồng cội phước đức, nay được thành thục nên được Phật thọ ký. Phật bảo A Nan, đúng vậy, đúng vậy, nay thiên nữ này từ lâu đã vì quả vị giác ngộ cao tột trồng cội phước đức, nay đã thành thục nên được ta thọ ký.